Chào mừng các em đến với cái tiếp tục đến với cái khóa luyện đề 8 tuần của cái của thầy ha. Hôm nay chúng ta giải đề số 16 cơ bản, tiếp tục từ câu số 36 cho đến câu 50. Bắt đầu. Câu số 36. Gọi AB lần lượt là điểm biểu diễn hai nghiệm của phương trình z bình trừ 4z cộng 5 bằng 0. Hỏi độ dài đoạn thẳng AB là bao nhiêu? Thì chúng ta có thể bấm máy tính giải phương trình nó ra. Bấm 1, 5, 2, nhập vào là 1, 5, 3, nhập vào đó là 1 bằng trừ 4 bằng 5 bằng. Như vậy là 2 cộng y với lại là 2 trừ y. Vậy có hai nghiệm, đó là 2 cộng y và 2 trừ y không em? Vậy tôi có z1 là 2 cộng y. Vậy điểm A nó chính là 2, 1. Z2 bằng 2 trừ y. Vậy điểm A nó chính là 2 trừ 1. Đúng chưa? Đúng chưa các em? Vậy sẽ là điểm B chứ. Vậy độ dài AB là bằng căn bậc 2. Lấy B trừ A tất cả bình là 0. B trừ A tất cả bình là 4. Vậy căn ra bằng 2. Đáp án là gì? C, đúng không? C. Rồi. Thì thật ra thì độ dài AB nó chính là module của z1 trừ z2. Mình có thể lấy cái đó, bấm máy tính, đúng không? Độ dài đoạn AB. Rồi, câu số 37. Tìm tập hợp các điểm trên mặt phẳng tọa độ, biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện V kép bằng z nhân cho 1 cộng y cộng cho 2 trừ y. Nó là một số thuần ảo. Thì chúng ta gọi z là bằng x cộng y y, đúng không? Rồi chúng ta thay z vào. Rồi z là bằng x cộng y y nha. Vậy là v kép bằng x cộng y nhân y nhân cho 1 cộng y cộng với 2 trừ y. Vậy đơn giản đi, x phân phối chứ, nhân x y cộng y rồi trừ y cộng với 2 trừ y. Vậy chúng ta gom lại thực theo thực và ảo theo ảo, đó là x trừ y cộng 2. Ở phía sau nó là x cộng y trừ 1. Như vậy để cho cái số phức v kép này là số thuần ảo thì ta có được là x trừ y cộng 2 bằng 0. Hay nói cách khác đó chính là y bằng x cộng 2. Vậy đó chính là đáp án gì các em? Đáp án B, đúng không? Câu 37 đáp án B nha. Được chưa nào? Tiếp tục câu 38. Một hình nón có bán kính đáy là R, chiều cao là H, đường sinh là L, thì diện tích xung quanh là bao nhiêu? Câu này đơn giản đúng không nào? Hình nón thì diện tích xung quanh là S bằng B R nhân L. Đáp án là A. Đấy. Tiếp tục câu 39. Cho một khối nón có thể tích là V khi tăng bán kính đường tròn đáy lên 2 lần. Tăng bán kính đường tròn đáy lên 2 lần thì khối nón mới có thể tích bằng bao nhiêu? Khối nón cũ thể tích là V nó bằng 1/3 đường tròn đáy, diện tích đường tròn đáy nhân với đường cao. Bây giờ thể tích của nón mới thì nó bằng cũng là 1/3
đường tròn đáy, diện tích đường tròn đáy nhân với lại đường cao, nhưng mà bán kính nó gấp, nó tăng lên 2 lần. Như vậy thì chỗ này là 2R tất cả bình thì là 4R bình nhân H, thì rõ ràng là nó bằng 4 lần V. Đây là V cũ, đây là V mới. Vậy thì V mới sẽ là 4 lần V. Đáp án là V nha em. Đáp án V. Tiếp câu số 40. Một khối trụ tròn xoay có thể tích là bằng 96 pi, bán kính đáy bằng 4, thì hỏi chiều cao là bao nhiêu? Thể tích của khối trụ là gì em? V bằng diện tích đáy, tức là pi r bình, nhân với đường cao. Và thể tích này người ta cho bằng 96 pi. Bán kính đường tròn đáy nó bằng 4, 4 bình phương lên 16 pi nhân 16 nhân h bằng 96 pi. Vì giải ra ta được h bằng gì? H bằng 6. Chiều cao h bằng 6. Được chưa game? Đáp án gì? B. Nha, đáp án B. Tiếp tục câu 41. Hình tứ diện đều có tổng số mặt và đỉnh là bao nhiêu? Hình tứ diện thì là có 4 mặt và 4 đỉnh, đúng không? Vậy thì tổng số mặt và đỉnh là bằng 8. Đúng không? Đáp án là A. Tổng số mặt và đỉnh. Tiếp câu 42. Cho hình chóp SABC có thể tích là bằng A mũ 3, tam giác ABC đều cạnh A, vậy thì chiều cao là bao nhiêu? Ở đây chúng ta khỏi cần phải vẽ hình đi em, bởi vì chúng ta có là thể tích V là bằng 1 phần 3 diện tích đáy nhân với đường cao. Diện tích đáy, đáy nó là bằng tam giác đều cạnh A, thì diện tích đấy là A bình căn 3 trên 4 nhân với đường cao H. Và theo đề cho thì nó bằng A mũ 3. Vậy chúng ta đơn giản đi, còn lại là H sẽ bằng 4A chia cho nhân với căn 3. 4A nhân căn 3. Đáp án là gì đây? C. Được chưa? Câu 41, 42 C. Rồi, câu 43. Thầy vẽ hình, thầy xóa bảng ngay mà em. Xóa bảng chút. Chúng ta tiếp tục với câu số 43. Cho hình chóp SABC, trong đó SA vuông góc với đáy, đấy là hình vuông cạnh bằng A, SA bằng A căn 2. Gọi M với N lần lượt là trung điểm của SB và SG. Rồi thì ta có thể vẽ hình nhanh thế này. Đấy là hình vuông. SA thì vuông góc với đáy. SA nó bằng A căn 2. Gọi M với N là trung điểm của SB và SG. M N. Yêu cầu tính thể tích của khối đa diện AMGB, AMNGB, AMN GB. Ở đây chúng ta lập tỷ số giữa cái thể tích của cái khối SAMN chia cho thể tích của cái khối SAMN chia cho SABG. Sau khi chúng ta tính được cái thể tích của cái khối ở trên rồi thì lấy thể tích của khối SABG chúng ta trừ đi thì nó sẽ ra được cái thể tích của khối dưới này. Đúng chưa? Như vậy ta có gì? Đầu tiên là chúng ta đi tính thể tích của cái khối lớn SABCG trước. SABCG bằng gì? 1 phần 3 đường cao là A căn 2 nhân với lại diện tích đáy, tức là A bình
Vậy là A mũ 3 căn 2 chia 3. Đó là S, A, B, C, D. Còn ở đây mình chỉ cần dùng là S, A, B, D thôi. Là bằng 1 phần 2 của S, A, B, C, D. Vậy là A mũ 3 căn 2 chia 6. Và cái tỷ số thể tích giữa S, A, M, N chia cho thể tích của S, A, B, D. Ta nhớ là bằng SM chia SB nhân SN chia SD. Còn SA mà chia SA thì bằng 1 rồi. Vì M và N là trung điểm của B, SB và SD, cho nên hai tỷ số này là 1 phần 2 nhân lại là 1 phần 4. Vậy từ đây chúng ta suy ra được thể tích của SAMN bằng 1 phần 4 thể tích của SABC, SABD. Vậy thì thể tích của cái khối cần tìm đó là AMNBG, nó bằng 1 trừ đi 1 phần 4 thể tích của SABCG, SABG. Tức là 3 phần 4 của anh này. 3 phần 4 nhân với đó thì là A mũ 3 căn 2 chia 8. Đúng không? 3 phần 4. 3 phần 4. Rồi. A mũ 3 căn 2 chia 8. Đáp án là C. Được chưa? Tiếp tục. Câu số 44. Trong không gian với hệ trục tọa độ OXYZ, cho các điểm A, B và C, phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc BC. Đi qua A, vuông góc với BC thì nó nhận vector BC làm vector gì các em? À, vector pháp tuyến đúng không? Thì vậy là vector BC bằng nhiêu? Là chúng ta lấy C trừ B. Vậy là 4 này. Trừ 4 này. 2 này. 0. À, vậy chúng ta có thể chọn vector đẹp hơn. Vector pháp tuyến sẽ là 2, 1. 2 trừ 1, 0. Và cái mặt phẳng B đó đi qua điểm A mới. Đi qua điểm A. Vậy phương trình mặt phẳng B sẽ là gì? 2 nhân x trừ 0 trừ 1 nhân y trừ 1 cộng 0 nhân cái gì cũng là 0 rồi, bằng 0. Như vậy nó ra là 2x trừ y cộng 1 bằng 0. Đáp án là C em. Đáp án là C. Nói chung cái đề này khá nhẹ nhàng. Đúng. Câu số 44 như vậy là nhẹ nhàng rồi. Tiếp tục câu số 45. Rồi sau bảng nha. Câu số 45 gì? Hãy viết phương trình mặt cầu phải không? Có tâm Y và đi qua điểm A. Đi qua điểm A như vậy là bao nhiêu? Tâm Y 1 trừ 3 2 đi qua điểm A. Vậy bán kính R chính là bằng IA. IA chính là bằng lấy A này trừ Y này. Vậy căn bậc 2 của gì? 5 trừ 1 là 4, bình phương lên là 16. Trừ 1 cộng 3 là 2, bình phương lên là 4. 4 trừ 2 là 2, bình phương lên là 4. Vậy là 24, căn 24. Vậy phương trình mặt cầu S sẽ là gì? Nó đi tâm là Y đây nè. Tâm Y. Hả? Vậy là X trừ 1 bình cộng với Y cộng 3 bình cộng với Z trừ 2 bình bằng R bình, tức là bằng 24. Đúng chưa? Đúng chưa kìa? Chúng ta chọn đáp án là gì đây? Đáp án là D. Đáp án là D.
Được chưa nào? Tiếp tục câu số 46. Trong không gian với hệ trục tọa độ OXYZ, hình chiếu của điểm M 1-35 lên mặt phẳng OYZ có tọa độ là gì? Hình chiếu của điểm M, đúng không? Lên mặt phẳng OYZ thì chiếu lên cái mặt OYZ thì cái gì bằng không ấy? À, thiếu cái nào thì cái đó bằng không. Chiếu lên OYZ thì là thiếu X, X bằng không. Vậy là cái điểm M đó chiếu lên nó sẽ là 0-3-5, đúng không? 0-3-5. Đáp án là gì đây? B. Được chưa? Đáp án B, 46 B. Tiếp. Câu 47. Trong không gian OXYZ cho hai điểm A và B nằm trên mặt cầu có phương trình đó là x-4 tất cả bình, rồi y-2 tất y cộng 2 tất cả bình, rồi z cộng 2 tất cả bình bằng 9. Rồi biết rằng AB song song với OY, trong đó O là góc tọa độ và y là tâm của mặt cầu, hãy viết phương trình mặt phẳng trung trực của AB. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của AB. Như vậy nó không cho A và không cho B nữa. Không cho A và không cho B, nhưng lại yêu cầu là viết phương trình mặt phẳng trung trực của AB. Vậy thì cơ sở đâu mà viết, đúng không? Thì bám trụ vào cái việc là AB nó chính là nằm trên mặt cầu. Đây, thì không vẽ mặt cầu thì vẽ đường tròn thôi nha. Mấy em tưởng tượng đó. Đấy, đây. Đây là mặt cầu tâm Y, đúng không? AB nó nằm trên mặt cầu. AB nó nằm trên mặt cầu, như vậy chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là IA nó bằng IB. Vậy Y nằm trên mặt phẳng trung trực của AB, đúng không? Mặt phẳng trung trực của AB. Vậy tức là cái mặt phẳng trung trực này này là của AB này này, là thì ký hiệu nó là mặt phẳng B nha. Nó chính là mặt phẳng đi qua Y rồi mấy em. Tuy là không biết A không biết B, nhưng mà do IA bằng IB cho nên là cái mặt phẳng trung trực đó đi qua Y. Rồi, mặt phẳng trung trực đó sẽ vuông góc với AB mấy em. Thì nó sẽ nhận vector AB làm vector pháp tuyến. Nhưng mà ở đây đâu có vector AB đâu. Đâu có đâu. Nhưng bù lại đề nó cho một giả thiết, đó là gì đây? AB song song với O, OY. Vậy thì cái mặt phẳng mà vuông góc với AB mà AB lại song song với OY thì mặt phẳng đó cũng vuông góc với O, OY. Vậy nó cũng nhận vector OY làm vector pháp tuyến. Tóm lại, cái mặt phẳng trung trực của chúng ta đi qua Y, qua AB, đi qua Y và nhận vector OY làm vector gì các em? Làm vector pháp tuyến. Vậy thì phương trình mặt phẳng B sẽ là gì? Vector pháp tuyến là vector OY. Điểm Y bao nhiêu nè? Điểm Y nó là 4-2-2. Thì vector OY cũng giống vậy, 4-2-2. Rồi, đồng thời nó đi qua điểm Y mấy em, cũng là 4-2-2 luôn. Vậy vector 4-2-2 thì mình có thể chọn vector pháp tuyến N nó là 2-1-1. Nó gọn đẹp hơn, đúng không? Vậy từ đây chúng ta có được gì? Phương trình mặt phẳng B sẽ là gì? 2 nhân x-4 trừ 1 nhân y trừ cho trừ 2 trừ 1 nhân z trừ cho trừ 2 bằng 0. Vậy là 2x trừ y trừ z trừ 8 trừ 12 bằng 0. Đây chính là phương trình mặt phẳng B. Đúng chưa? Vậy đó là chính là đáp án gì các em? Đáp án A. Đó như nè, đáp án A. Được chưa? Đáp án A. Rồi, mấy em coi lại coi.
Mặt phẳng chung chật thì nó vuông góc, y nó cách đều, y nó cách đều hai điểm A và B thì y nó nằm trên mặt phẳng chung chật. Hơn nữa là do đề cho là OY song song với AB cho nên nó sẽ vuông góc với mặt phẳng B nha. Rồi, chúng ta tiếp câu 48 nha em. Câu 48 cho hai mặt phẳng B và Y. Mặt phẳng B là X cộng 2Y trừ 2Z trừ 6 bằng 0. Mặt phẳng Y nó là X cộng 2Y trừ 2Z cộng 3 bằng 0. Vậy khi đó khoảng cách giữa hai mặt phẳng là gì? Thầy đã từng cho công thức rồi, bây giờ thì nhắc lại thôi. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng sẽ là trị tuyệt đối. Nhưng mà mấy em phải kiểm tra rằng là các cái hệ số ABC nó phải giống hệt nhau nha. Thì áp dụng cái này. Đó là trị tuyệt đối V trừ V phẩy. Rồi các em chia cho căn bậc 2 A bình cộng B bình cộng C bình. Trong đó ABC chính là tọa độ của vector pháp tuyến. Và chúng ta áp dụng và làm được chưa? Vậy là trị tuyệt đối V trừ V phẩy nó là 9. Chia cho căn bậc 2 A bình cộng B bình cộng C bình là bằng 3. Vậy đáp án bằng 3. Đó là đáp án gì các em? B. Đúng không? Đáp án B. Tiếp câu 49. Xóa bảng cái em. Bây giờ thì xóa bảng mem chờ. Rồi chúng ta đến với câu 49. Cho đây là hệ trục tọa độ OXYZ nha em, thiếu chữ Z. Cho mặt phẳng B có phương trình là 2Y trừ Z cộng 3 bằng 0. Điểm A có tọa độ là 200. Mặt phẳng alpha đi qua A vuông góc với mặt phẳng B cách góc tọa độ O một khoảng 4 bằng 3. Và các tia OX, OY, OZ lần lượt tại điểm A, điểm B, điểm C khác không? Tính thể tích của khối tứ diện OABC. Như vậy là khi mà chúng ta thấy có giả thiết là các OX, OY, OZ như thế này á, là chúng ta nghĩ đến cái phương trình đoạn trắng đúng không? Điểm B mình gọi nó là 0B0 đi hả? Điểm C là 00C. Ở đây do nó cắt tia nha em, cho nên là B và C nó phải dương. Riêng điểm A là 200 nè. Vậy phương trình mặt phẳng B sẽ là gì? X phần A tức là X phần 2 cộng Y phần B cộng viết phần C bằng 1. Đây là phương trình mặt phẳng alpha. Rồi. Bây giờ cái mặt phẳng alpha này nó vuông góc với lại mặt phẳng B mà. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì là hai vectơ pháp tuyến nó vuông góc với nhau. Đúng không? Đó. Mặt phẳng B nó có phương trình là 2Y trừ viết cộng 3 bằng 0. Vậy là B vuông góc với alpha thì tương đương với lại NB nhân với N alpha bằng 0. Hoành nhân hoành, vậy là 0 rồi. Cộng tung nhân tung, tức là 2 phần B. Cộng cao nhân cao, tức là trừ 1 phần C bằng 0. Vậy ra được đó là B nó bằng 2 lần C. B bằng 2C. Nha.
Tiếp tục là nó cách góc tọa độ O một khoảng bằng 4 phần 3. Tức là cái điểm, cái mặt phẳng alpha cách góc O một khoảng là 4 phần 3. Như vậy là khoảng cách từ mặt phẳng alpha đến điểm O là bằng, thay điểm O vào, điểm O là 0,0,0 em, thay vào. Như vậy là trị tuyệt đối căn bậc 2 chuyển vế qua là trị tuyệt đối của trừ 1, đúng không? Chia căn bậc 2 tổng bình phương 1 phần 4 cộng 1 phần B bình cộng 1 phần C bình. Khoảng cách này bằng 4 phần 3. Để nhân chéo lên nha. Vậy là 3 phần 4 sẽ bằng căn bậc 2 1 phần 4 cộng với 1 phần B bình cộng với 1 phần C bình. Chúng ta bình phương 2 vế luôn. Như vậy là 9 phần 16 trừ đi 1 phần 4 là 4 phần 16. Như vậy là 9 trừ 4 là 5 phần 16 bằng. Như vậy là bên này chỗ này là B nó bằng 2C em. B nó bằng 2C thì bình phương lên nó là 4C bình. 4C bình. Như vậy quy đồng lên là 5C, 5 phần 4C bình. Như vậy ta có được là C bình bằng 4, do đó C bằng 2. C bằng 2 chứ không phải là C bằng trừ 2 chứ em. Bởi vì BC nó dương mà. BC nó dương hả? Vậy C bằng 2 thì là B nó bằng 4. Vậy lúc này cái tứ diện OABC thì điểm A là 200. Điểm B là 040. Và điểm C là 002. Cái thể tích của khối tứ diện OABC bằng gì? Thể tích là bằng 1 phần 6 OA nhân OB nhân OC thì bằng 1 phần 6 của 2 nhân 4 nhân 4 nhân 4 nhân 2. Vậy là bằng 8 phần 3. Đáp án là C. Được chưa các em? Kết thúc câu 49. Các em đến với đề câu số 50. Cho tham số M, cho tham số M và mặt phẳng B, M bình trừ 1X trừ 2MZ trừ 2M cộng 2 bằng 0. Mặt phẳng B này luôn tiếp xúc với một mặt cầu cố định có bán kính bằng R. Hỏi R bằng bao nhiêu? Tức là cái mặt phẳng này người ta cho là nó sẽ luôn tiếp xúc với một mặt phẳng cố định. Đấy. Thì là tiếp xúc với một mặt cầu cố định. Được chưa? Thì hỏi bán kính của mặt cầu đó là bao nhiêu? Rồi, chúng ta bắt đầu. Trước hết chúng ta thấy là mặt cầu đó nó chưa có tâm. Thì mình gọi Y, A, B, C là tâm của mặt cầu. Còn bán kính là R. Thì viết là cái mặt phẳng B M bình trừ 1X trừ 2MZ trừ 2M cộng 2 bằng 0. Vậy thì cái mặt phẳng B này nó tiếp xúc với mặt cầu. Vậy là khoảng cách từ tâm Y đến mặt phẳng B này phải bằng R. Vậy ta có là khoảng cách từ tâm Y đến mặt phẳng B nó phải bằng R. Nhưng mà nó không phải chỉ bằng, mà phải bằng với mọi giá trị M. Nó phải đúng với mọi giá trị M. Bởi vì nó luôn luôn tiếp xúc cho dù M như thế nào, đúng không? Vậy từ đó tương đương với lại là trị tuyệt đối căn bậc 2 ABC thay vào đó là M bình trừ 1A trừ 2MC trừ 2M cộng 2 rồi chia cho căn bậc 2 tổng bình phương, đó là M bình trừ 1 tất cả bình cộng với lại 4M bình. Nó phải bằng gì? R. Điều này phải đúng với mọi giá trị M. Rồi, mấy em thấy biện thức dưới mẫu không? Biện thức dưới mẫu nó chính là M bình trừ 2M, M mũ 4 nhé,
trừ 2m bình cộng 1 cộng với lại 4m bình. Thì đơn giản đi là m mũ 4 cộng với 2m bình cộng 1 thì nó chính là bằng m bình cộng 1 tất cả bình. Đó, ở trong căn nó vậy. Như vậy thì căn bậc 2 nó sẽ mất đi. Như vậy tương đương nó là m bình nhân a thì nhóm lại. Nhóm có dạng là bậc 2 thì a đấy, bậc 2 thì m đấy, trừ 2m đặt ra còn lại là c cộng 1. Đúng không? Cái này là trừ a cộng 2 nó bằng, hồi nãy nói rồi, cái này nó chính là m bình cộng 1, căn bậc 2 nó là m bình cộng 1 nhân chéo lên là r nhân m bình cộng cho r. Hai cái đẳng thức này phải bằng nhau với mọi giá trị m. Đấy, hai cái đó phải bằng nhau với mọi m. Chúng ta dùng phương pháp đồng nhất thức, đúng không? Chia ra hai trường hợp đi, a bằng b hoặc a bằng trừ b, tức là m bình nhân a trừ 2m nhân c cộng 1 trừ a cộng 2 nó phải bằng rm bình cộng r, hoặc m bình a trừ 2m nhân c cộng 1 trừ a cộng 2 nó phải bằng trừ r m bình trừ r. Đấy, nó có hai trường hợp như vậy. Nhưng mà vì hai cái đẳng thức này nó bằng nhau với mọi m, với mọi m, chứ không phải là bằng nhau với một vài giá trị m, nó phải luôn luôn tiếp xúc mà, luôn tiếp xúc. Như vậy là tương đương với lại đồng nhất thức này. Đồng nhất thức tức là cái hệ số bên này nó bằng hệ số bên này. Đồng nhất thức ta được đối với cái phương trình đầu tiên á, hai trường hợp ha. Trường hợp thứ nhất là a này, a này nó bằng gì? R. Rồi trừ 2c cộng 1 bằng gì? Bằng 0. Rồi ở dưới, ở đây là trừ a cộng 2 bằng r. Đó là một trường hợp, trừ a cộng 2 bằng r. Đúng rồi. Trường hợp thứ hai cũng vậy, nhưng mà a bằng trừ r. Rồi trừ 2m cộng 2 cộng c, trừ 2c cộng 1 á, là bằng 0. Về phương trình thứ ba là trừ a cộng 2 bằng trừ r. Rồi chúng ta giải ra em. Trường hợp thứ nhất ha, c bằng trừ 1. Hai trường hợp lúc nào c cũng bằng trừ 1 á. Nhưng mà quan tâm ở đây là mình đi tìm gì? Mình đi tìm r. Mình đi tìm r, đúng không? Tìm r. Rồi a bằng r thế xuống dưới, a bằng r, như vậy là thế xuống dưới là 2r bằng 2 và r bằng 1. Thì a cũng bằng 1. A bằng trừ r thế xuống dưới, trừ r thế xuống dưới thì nó ra là cộng r. Vậy là cộng r chuyển vế qua là trừ 2r, r bằng trừ 1. R bằng trừ 1 là bị loại rồi, đúng không? R bằng trừ 1 bị loại rồi. R là sao âm được, bán kính. Tóm lại là đây, r bằng 1. Được chưa? Đó, chúng ta sử dụng đồng nhất thức á, từng cái hệ số này bằng nhau này. Từng cái hệ số này bằng nhau. Tóm lại, bài này đáp án r bằng 1. Đáp án gì? A. Được chưa các em? Được rồi. Rồi, để kết thúc nha. Alo.
Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta đến với cái đề số 16 cơ bản trong cái quyển màu vàng. Đề này cũng gồm 50 câu. Đề này chúng ta cố gắng làm trong vòng 90 phút mà đạt điểm tối đa thì tốt. Để bắt đầu nha. Câu số 1. Tìm tập xác định của hàm số này. Y bằng 1 chia cho 1 trừ cos x. 1 chia cho 1 trừ cos x. Vậy thì cái hàm số này xác định khi nào? Khi mẫu số khác không, đúng không? Vậy là 1 trừ cos x khác không? Vậy là cos x khác gì em? Khác 1. Vậy thì cos u khác 0, xin lỗi, cos u khác 1 thì u khác k2pi. Vậy đây là x khác k2pi. Trong đó k thuộc z. Vậy v bằng r trừ đi k2pi với k thuộc z. Như vậy đáp án ở đây là C, đúng không? Đáp án C giùm em. Đáp án C. Được chưa nào? Rồi. Tiếp tục câu số 2. Tam giác ABC có điểm A. Xin lỗi, có cạnh A là 2 căn 2. Cạnh B bằng 2 căn 3. Cạnh C bằng 2. Vậy hỏi độ dài đường trung tuyến MB bằng bao nhiêu? Câu này nếu em nào lanh á thì em sẽ phát hiện được cái tam giác ABC nó thỏa mãn cái định lý Pythagore. Tức là BC, cái cạnh B bên này. Cạnh B bên này nó bằng cạnh A bên cộng cạnh C bên. Cho nên cái tam giác này là nó vuông tại B. Vuông tại B. Do đó là cái đường trung tuyến MB nó sẽ bằng một nửa cạnh B, tức là bằng căn 3. Nếu em nào biết. Còn nếu không thì chúng ta áp dụng công thức tính độ dài đường trung tuyến. Đúng không? MB bình bằng gì? Hai lần A bình cộng C bình rồi trừ B bình, tất cả chia cho 4. Như vậy là bằng bao nhiêu? Hai lần A bình là 8, C bình là 4, B bình là 12, tất cả chia 4. Như vậy là 24 chia 4, 23, 12 chia 4 là 3, 10. Đúng rồi, là 3. Như vậy suy ra MB bằng căn 3. Và đó chính là đáp án gì? A. Được chưa em? Đáp án A. Được chưa? Tiếp tục câu số 3. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất một lần. Một lần tính xác suất để xuất hiện mặt có số chấm chia hết cho 3. Gieo con xúc xắc một lần thì rõ ràng omega nó chỉ là từ 1 cho đến 6 thôi, đúng không? Không gian mẫu của nó chỉ có 6 phần tử thôi. Rồi xác suất để mặt số chấm chia hết cho 3, đó là gồm số 3 và số 6 thôi. Như vậy xác suất sẽ bằng NA chia cho N omega. Vậy là 2 chia cho 6. Đáp án là 1 phần 3. Đáp án B em. Được chưa? Đáp án B. Tiếp câu số 4. Một hộp đựng 15 viên bi, trong đó có 7 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi không kể thứ tự ra khỏi hộp.
Tức là lấy ba viên một lần, bốc chậm ra lấy ba viên ra luôn, không có thứ tự. Tính xác suất để trong ba viên lấy ra có ít nhất một viên bi màu đỏ. Như vậy ở đây gồm 15 viên bi. Cái hộp này gồm 15 viên bi, trong đó là 7 xanh và 8 đỏ. Như vậy em lấy ra 3 viên thì cái số phần tử của không gian mẫu N omega nó chính là C3 15. Đúng chưa? Như vậy là xác suất để trong 3 viên lấy ra có ít nhất một viên bi màu đỏ thì thầy gọi biến cố A là biến cố có ít nhất một viên bi màu đỏ, thì biến cố đối của nó sẽ là không có viên bi đỏ. Nghĩa là ba viên bi đó đều là mẫu màu xanh. Như vậy N A ngang sẽ là C3 37. Vậy thì xác suất của A ngang sẽ là C37 chia C315. Và do đó xác suất của A sẽ là 1 trừ đi xác suất của A ngang là trừ đi C37 chia C315. Rồi chúng ta bấm máy ra. Được chưa? Mình bấm máy này. C37 chia C315 là 7C3 7C3 chia 15C3 rồi. Như vậy là 1/13. Như vậy xác suất kia là 12/13. Đáp án là về. Yeah. Được chưa các em? Đáp án về. Rồi. Để xóa bảng chút nha. Chúng ta tiếp tục đến với câu số 15. Xin lỗi, câu số 5. Câu số 5 như sau. Cho dãy số UN thỏa mãn số hàng tổng quát UN bằng 2 mũ N trừ 1 cộng 1 chia N. Tìm số hạng thứ 10 của dãy số đã cho. Số hạng thứ 10 tức là U10. Mà U10 thì chúng ta lấy N bằng 10 chúng ta thay vào. Ở đây là nó cho biết số hạng tổng quát rồi, chứ nó không phải là cho dưới dạng công thức tri hồi, đúng không? Chúng ta lấy N bằng 10 chúng ta vào, thay vào 30 tính. Chúng ta nhấn là 2 mốt 1 ha. Bấm là 2 mũ x trừ 1. Phân số 2 mũ x trừ 1. Rồi tất cả cộng 1 rồi chia cho x. Bấm như thế này chứ đừng có nhập trực tiếp liền em. Bấm thế này. Chứ nếu em nhập trực tiếp liền là có khi là em nhập sai đấy. Bấm thế này đầy đủ như thế này. Rồi can vào, nhấn nút can 10. Rồi bấm bằng. Đấy. Bấm can 10 xong nó ra là 513/10. Tức là 51,3. Đúng chưa? Vậy đáp án là gì em? Câu 5 đáp án là B. Đúng chưa nào? Tiếp tục câu số 6 nha. Câu số 6. Cho các số nhân UN thỏa mãn U1 cộng U2 cộng U3 bằng 13. U4 trừ U1 thì bằng là 26. U4 trừ U1 bằng 26. Đây. Tính tổng của 8 số hạng đầu tiên
8 số hạng đầu tiên nha, của cấp số nhân. Như vậy muốn tính tổng của 8 số hạng đầu tiên cấp số nhân thì mình phải biết được là U1, và phải biết được quy, tức là công bội của cấp số nhân, đúng không? Nói chung là nói đến cấp số nhân thì em phải truy ra cho được là U1 và quy. Còn nói đến cấp số cộng thì em phải truy ra được là U1 và D. Đó. Thế bây giờ thầy có công thức đối với cấp số nhân thì UN sẽ bằng U1 nhân quy mũ N trừ 1. Đó là công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân. Đối với tổng SN thì nó bằng U1 nhân cho 1 trừ quy mũ N, rồi chia cho 1 trừ quy. Như vậy cái hệ thức này là giúp cho mình đi tìm U1 và quy đúng không? Như vậy ta có thay vào cái hệ đó nha. Tất cả chúng ta quy về U1 và quy. U2 thì là bằng U1 nhân quy. U3 thì bằng U1 nhân quy bình, bằng 13. U4 thì bằng là U1 nhân quy mũ 3. U1 ghi lại bằng 26. Vậy mấy em thấy là chúng ta đặt những vật chung ra, đúng chưa? Vậy là U1 nhân 1 cộng quy bình nó bằng 13, đúng chưa? U1 quy mũ 3 trừ 1 thì quy mũ 3 trừ 1 là hằng công thức A mũ 3 trừ B mũ 3, nó là A trừ B nhân A bình cộng AB cộng B bình. Đó. Thì đối với cái này chúng ta thấy là chúng ta phải khử mất đi cái biểu thức này. Đấy. Khử mất đi cái này, rồi khử mất đi U1 luôn. Lấy 1 chia cho 2, đúng không? Lấy 1 chia cho 2 thì ta suy ra được là 1 chia cho quy trừ 1 bằng 1 phần 2. Như vậy là quy trừ 1 bằng 2. Tức là quy bằng 3. Quy bằng 3 thì thế vào đây ta tìm được U1. Vậy suy ra U1 bằng 267 13 phần 7. Vậy áp dụng công thức tính SN là S ở đây là tổng của 8 số hạng là S8. Nó bằng U1 nhân 1 trừ quy mũ 8 trên cho 1 trừ quy. Như vậy là 13 phần 7 nhân cho 1 trừ 3 mũ 8 chia cho 1 trừ 3. Như vậy đáp số là bằng 13 phần 14 nhân 3 mũ 8 trừ 1. Chúng ta có thể bấm máy tính ra. 13 phần 14 nhân với 3 mũ 8 trừ 1 sau đây nó là lẻ rồi. Để kiểm tra lại coi. 6 2. Ồ xin lỗi, nhầm cái chỗ này nè. Như vậy là U1 ở đây là bằng 3 thì là 3 mũ 2 là 9. 9 với 4 là 13. Như vậy quy U1 nó chính là bằng 1. U1 là bằng 1. Vậy thay vào đây 1. Vậy chỗ này là 1. Vậy là 3 mũ 8 trừ 1. Sáu năm. Ồ. Chỗ này là 3 mũ 8 trừ 1 chia 2, đúng không? Chia 2 nữa. 3280. 3280. Đáp án là D. Chọn D. Được chưa? 3280. Rồi. Chúng ta tiếp tục với câu số 7.
mày viết cái tay đâu rồi? Rồi. Trên chấm SABC có SA vuông góc với mặt phẳng ABC, gọi H là hình chiếu vuông góc của S lên cạnh BC. Hãy chọn khẳng định đúng. Được chưa? Cho bốn đáp án. Như vậy thì chúng ta vẽ hình ra thôi. Được chưa các em? Bắt đầu. SA vuông góc với đây này. H là hình chiếu của S lên cạnh BC. Vậy khẳng định đúng. Nhất là BC vuông góc SC đúng không? BC vuông góc SC là sai rồi đúng không? Cụ thể ở đây là BC nó sẽ vuông góc với bốn đáp án, bốn cạnh đấy. Chúng ta thấy này, BC vuông góc SA là 1 này. Rồi BC vuông góc với lại SH là 2 này. Do đó BC vuông góc với mặt phẳng SAH. Vậy thì đúng là BC phải vuông góc với AH. Đúng không? Vậy đáp án là gì? B. Được chưa các em? Tiếp tục câu số 8. Cho hình chấm SABCD có đáy là hình chữ nhật. SA vuông góc với đáy. Rồi, vậy chúng ta vẽ hình được rồi đúng không? Đấy là hình chữ nhật. SA vuông góc với đây. Gọi AI, AF lần lượt là đường cao của các tam giác. Ha? Đó là tam giác gì? SAB và SAG. SAB, đó là AE này. Và SAG, đó là AF này. Hỏi với mệnh đề sau nào sau đây là đúng. Được chưa? Câu A. SC vuông góc với lại mặt phẳng AEG. AEG. Trước khi chúng ta làm, chúng ta thấy cái hình này nó là một cái hình rất là quen thuộc. Và nếu được thì mấy em nhớ những cái tính chất của hình. Ví dụ như là SA là vuông góc với đáy này. Rồi, đối với hình này á, mà đáy nó là hình chữ nhật này. Đáy là hình chữ nhật hoặc là hình vuông á, thì tất cả các mặt bên của hình chóp này đều vuông góc. Đều là tam giác vuông. Đấy. Tất cả bốn mặt bên này đều là tam giác vuông. Ví dụ như là BC thì vuông góc với AB và vuông góc với SA. Cho nên là BC vuông góc với mặt phẳng SAB. Do đó BC là vuông góc với SB. Đó. Tương tự CG là vuông góc với lại SG. Bốn mặt bên là tam giác vuông nha em. Như vậy thì chúng ta xét từng cái khẳng định ha. Thứ nhất là ở đây bốn khẳng định chúng ta thấy là nó đều nói về cái cạnh SC. SC vuông góc với mặt nào? Đúng không? SC vuông góc với mặt nào? Thì để cho nhanh chúng ta thấy này. SC này là nó... Thứ nhất là AI đó. AI nó vuông góc với SB. Và AI nó cũng vuông góc với BC. Đúng chưa? AI này. Vuông góc SB này. Rồi AE còn vuông góc với lại B, BC. Bởi vì BC hồi nãy mình nói rồi, nó vuông góc với mặt này. Đó. Cho nên AE vuông góc với mặt phẳng SBC. Vậy tất nhiên là
AE sẽ vuông góc XC. À, thêm một tên nhất nữa, cái đường cao tam giác này nó sẽ vuông góc luôn cái cạnh XC này luôn. Tương tự thì bên này cũng vậy thôi, AF cũng vuông góc XC. Tương tự thì AF cũng vuông góc XC. Vậy có nghĩa là XC vuông góc với mặt phẳng AE, AEF, đúng không? XC vuông góc mặt phẳng AEF. Vậy đáp án là gì nha? D. Đúng chưa? Đáp án là D. Đây nha. Tiếp tục câu số 8, câu số 9. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng A, SA vuông góc với đáy và SA bằng A căn 3. Gọi alpha là mặt góc tọa bởi đường thẳng SB và mặt phẳng SAC. Rồi. Vậy thì để cái hình này luôn nha. Nhưng mà ở đây đáy nó là hình vuông nha em. Đáy là hình vuông. Như vậy ở đây góc là góc giữa SB với mặt phẳng SAC. SB này với mặt phẳng SAC. Thế thì ở đây chúng ta thấy là SA người ta cho là bằng A căn 3 em. A căn 3. Rồi, alpha đấy là hình vuông cạnh A. Rồi, như vậy thì góc giữa cạnh SB và mặt phẳng SAC bằng góc giữa cạnh SB với hình chiếu của nó lên mặt phẳng SAC. Thế thì hình chiếu của SB lên mặt phẳng SAC nó là gì? Thì rõ ràng chúng ta thấy này, BO sao? Vuông góc với lại AC do hai đường chéo của hình vuông. Rồi BO cũng vuông góc với SA. Đúng chưa nào? Do đó BO vuông góc với mặt phẳng SA, SAC. Đấy. Vậy thì hình chiếu của SB lên mặt phẳng SAC chính là gì các em? Chính là hình chiếu của SB này lên mặt phẳng SAC chính là SO. Như vậy thì cái góc alpha chính là góc nào? Góc giữa SB và mặt phẳng SAC chính là góc SB, BSO. Alpha chính là BSO. Và bây giờ đi tính góc này. Người ta yêu cầu là sin cos tùm lum kìa. À, bây giờ tính coi thử là trong tam giác SBO là vuông tại đâu này. Tam giác SBO là nó vuông tại O này. Đúng không? Thì chúng ta suy ra được là có cái cạnh nào rồi. Cái cạnh OB mình có rồi này, là A căn 2 trên 2 này. Đúng không? Cái cạnh SB mình tính cũng được luôn. SB thì dùng định lý Pythagore là bằng căn bậc 2 của SA bình cộng với lại AB bình. Tức là căn bậc 2 của 3A bình cộng với A bình. Vậy là 4A bình căn ra là 2A. Vậy là có cạnh đối và có cạnh kề. Sau đó có cạnh đối và có cạnh huyền. Vậy là chúng ta dùng sin đúng không? Đây là alpha. Sin alpha bằng đối chia huyền, tức là A căn 2 chia 2 chia cho 2A. Vậy là bằng căn 2 chia 4. Sin alpha bằng căn 2 chia 4. Đáp án gì? C. Được chưa các em? Rồi. Tiếp tục câu số 10. Cho hàm số y bằng x cộng 5 chia x cộng 2, mệnh đề nào sau đây là đúng? Thì mệnh đề gồm 4 đáp án. Thế này nó nói về cái sự biến thiên của hàm số, đúng không? Cho nên là chúng ta cứ tính đạo hàm đi. Nhưng mà nhớ một điều là cái hàm số này là cái hàm nhất biến và nó bị không, nó bị gián đoạn tại x bằng trừ 2. Chúng ta không thể kết luận là hàm số đồng biến hay là nghịch biến trên r trừ cho trừ 2 được. Bởi vì đó là sai. Mà phải nói là hàm số đồng biến hay là nghịch biến trên từng khoảng rồi, từng khoảng nha. Rồi ở đây y phẩy
ra bằng trừ 3 phải trên cho x cộng 2 tất cả bình. Vậy nên luôn luôn âm này. Vậy hàm số đồng biến trên từng khoảng đó là âm vô cùng trừ 2 và trừ 2 cho đến dương vô cùng. Đúng chưa? Rồi chúng ta thấy đáp án đó là gì? Đáp án B. Được chưa em? Tiếp tục câu số 11. Hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x có giá trị cực đại cực tiểu lần lượt là y1 và y2. Thì hỏi là cái hệ thức nào sau đây là đúng? Thì mình đi tính y1, y2 xong rồi mình thay vào thôi. Y phẩy trước ha. Y phẩy bằng 3x bình trừ 3. Vậy bằng 0 khi x bằng cộng trừ 1. Khỏi cần lập bài biến thiên, chúng ta thay vào trực tiếp luôn. Vậy y sẽ bằng gì? Y sẽ bằng trừ 1 thì y nó sẽ bằng là 3. 3 trừ 1 là 2. 1 thì y nó sẽ bằng là trừ 2. Như vậy là cực đại nó sẽ là lớn hơn đúng không? Như vậy đây là y cực đại là y1 này. Cực tiểu là y2 này. Như vậy là thay vào cái hệ thức đầu, y1 mà trừ đi y2 thì nó ra là cộng 4. Đáp án E sai. 2y1 trừ đi y2 thì ra là cộng 6. B cũng sai. y1 cộng y2 là bằng 4 là sai rồi, bằng 0. Thì đáp án là B. 2y1 trừ y2 đáp án là 6. Câu 11B các em. Được chưa? Thì xóa bảng chút xíu nha. Alo. Chúng ta tiếp tục với cái đề 16 câu số 12. Đồ thị như hình vẽ là đồ thị của hàm số nào? Chứ có là chúng ta thấy là cái dáng điệu của hàm số là x tiến đến dương vô cùng thì y tiến đến dương vô cùng, đúng không? Như vậy có nghĩa là số A nó phải mang dấu dương, và đây là hàm có hai cực trị cho nên nó là hàm bậc 3. Hàm bậc 3 và A dương thì ta có thể thấy là chúng ta loại được đáp án A và đáp án B, đúng không? Thế thì còn lại đáp án C và đáp án D thì chúng ta thấy là đồ thị hàm số đi qua điểm gì đây? 0,1. 0,1 thay vào. Chúng ta không loại được đáp án nào. Nhưng mà nó đi qua điểm -1, -1,2. -1,2. Thì khi mà x bằng -1 thì thay vào đây 2. X bằng -1 thì thay vào đây nó ra là 3/2 mấy em. -1 thay vào dê nó ra 3/2. Như vậy sai đúng không? Nhưng mà nó đi qua điểm -1,2. Cho nên đáp án là gì? C. Đúng chưa? Bài này chọn C nha. Tiếp tục câu 13. Đồ thị hàm số y bằng x cộng 4 chia cho căn bậc 2 x bình trừ 4 có tất cả bao nhiêu đường tiệm thẳng đứng và tiệm thẳng ngang. Lưu ý là chúng ta phải quan tâm đến cái tập xác định trước nha em. Nhiều khi nó không, x nó không tiến được đến vô cùng thì nó không có tiệm cận đâu. Nó không có tiệm cận ngang đâu nha. Ở đây là x tập xác định là gì các em? Ở đây tập xác định là d bằng cái gì? X bình trừ 4 phải mang dấu dương. Có đúng chưa? Vậy là x bình trừ 4 dương thì là x phải lớn hơn 2 hoặc x bé hơn trừ 2. Vậy ta xác định d là âm vô cùng 2, âm vô cùng trừ 2 hợp với 2 dương vô cùng. Như vậy x nó tiến đến vô cùng được này. X nó tiến đến vô cùng được. Rồi, như vậy là khi x tiến đến dương vô cùng thì chúng ta cử đại diện ra. Ở trên tử nó là x. Ở dưới mẫu nó là căn của x bình
mà ít tiếng nó dương vô cùng thì căn của nó sẽ là bằng x. Căn của x bình thì là trị là bằng trị tuyệt đối x, nhưng mà x dương cho nên là bằng x, x chỉ x là bằng 1. Vậy chúng ta có được một cái tiệm cận ngang, đó là y bằng 1. Tiếp theo, x tiến đến âm vô cùng thì y nó tiến tới, y tiến tới, ở trên tử vẫn là x, nhưng mà ở dưới lúc này căn của x bình là trị tuyệt đối x, nó bằng trừ x. Vậy là đáp án là bằng trừ 1. Như vậy có hai tiệm cận ngang, đó là y bằng 1 và y bằng trừ 1. Còn tiệm cận đứng thì có không? Có. X bằng cộng trừ 2 thay vào nó ra vô cùng, đúng không? Một số chia ra vô cùng. Còn cái gì âm vô cùng, dương vô cùng thì khỏi cần quan tâm, mình biết nó vô cùng là được rồi. Như vậy là có hai tiệm cận đứng, x bằng cộng trừ 2, hai tiệm cận ngang, y bằng cộng trừ 1. Vậy đáp án là D, 4 tiệm cận. Đúng chưa? Các em sửa vào nha. Tiếp theo, câu số 14. Cho hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x bình cộng 3 có đồ thị là C. Phương trình tiếp tuyến của C tại điểm có hành độ bằng 1 là bao nhiêu? Phương trình tiếp tuyến mà tại điểm có hành độ bằng 1 thì chúng ta có đủ rồi. X bằng 1, chúng ta thế vào là y là bằng nhiêu? Bằng 1 luôn. Rồi chúng ta tính y phẩy 3x bình trừ 6, 6x chứ. Vậy là y phẩy tại 1 là bằng trừ 3. Vậy phương trình tiếp tuyến là y bằng trừ 3 nhân x trừ 1 cộng 1. Vậy là trừ 3x cộng 4. Đáp án gì đây? Đáp án gì? Đúng chưa các em? Được chưa? Chúng ta sửa vào nha. Thì xóa bảng. Câu số 15. Tìm A và B để cho cái hàm số y bằng, đây, AX cộng B chia cho X cộng 1 có đồ thị như hình vẽ bên. Như vậy là chúng ta có hai ẩn, đó là A và B, đúng không? Thì chúng ta phải có ít nhất là hai phương trình đó. Thì chúng ta lấy là thấy là cái đồ thị này á, nó có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang. Tiệm cận đứng nó là x bằng trừ 1, và tiệm cận ngang nó là y bằng trừ 2. Vậy thì y bằng trừ 2 này chiếu theo cái đồ thị kia thì cái tiệm cận ngang của nó chính là y bằng a, đúng không? Chúng ta cử đại diện ở trên tử là ax, ở dưới mẫu là a, y bằng a. Vậy là theo đề tiệm cận ngang là y bằng trừ 2, vậy a bằng trừ 2. Còn B thì chúng ta thấy là cái đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ là 0,1. Vậy thay vào, y tại 0 là bằng 1. Y tại 0 nó chính là bằng B. B bằng 1. Đúng chưa? Vậy là A bằng trừ 2, B thì bằng 1. Đáp án gì kìa? Đáp án C. Đúng không? Đáp án C. Nha. Tiếp câu số 16. Cho hàm số y bằng fx có bảng biến thiên như hình vẽ. Tìm m để cái phương trình fx bằng 2 trừ 3m có 4 nghiệm phân biệt. Có 4 nghiệm phân biệt. Thì nó đã cô lập m giùm mình rồi. 2 trừ 3m đã cô lập giùm rồi. Vì vậy muốn có 4 nghiệm thì cái đường thẳng 2 trừ 3m này này nó phải cắt cái đồ thị fx tại gì 4 điểm. Và nhìn vào đồ thị thì nó phải như thế này thôi này. Nó phải lớn 3 và nó phải nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 5. Vậy là 2 trừ 3m lớn 3, nhỏ hơn 5.
đúng không? Chúng ta trừ 2 cho cả 3 vế, 1 nhỏ hơn trừ 3m nhỏ hơn 3. Chúng ta chia cả 3 vế cho trừ 3. Vậy m lớn hơn trừ 1 nhỏ hơn trừ 1/3. Đáp án là B. Được chưa các em? Tiếp tục nha. Câu số 17. Tìm m để cho cái hàm số y bằng x mũ 4 trừ 2mx bình cộng 2m cộng m mũ 4 trừ 5 đạt cực tiểu tại x bằng trừ 1. Đạt cực tiểu. Vậy chúng ta sử dụng cái điều kiện để hàm số có cực tiểu tại x bằng x0, đó là y phẩy tại x0 bằng 0 và y2 phẩy của x0 lớn 0. Cực tiểu nha mấy em. Cực tiểu. Được chưa? Thì chúng ta tính y phẩy, nó là 4x mũ 3 trừ 4mx. Tiếp tục y2 phẩy là 12x bình trừ 4x 4m. Vậy áp dụng điều kiện ta có để hàm số đạt cực tiểu tại x0 bằng trừ 1 thì là y phẩy của x trừ 1 là bằng 0, y2 phẩy tại trừ 1 là lớn 0. Vậy từ đây chúng ta thay vào y phẩy tại trừ 1 bằng 0, như vậy là trừ 4 cộng 4m bằng 0. Y2 phẩy tại trừ 1 là 12 trừ 4m bằng 0. Như vậy giải ra ta được, giải ra ta được m bằng 1 với lại m bằng 3. Xin lỗi, ở đây là lớn 0, m biến 3. M bằng 1 rõ ràng là thỏa mãn điều kiện biến 3. Vậy đáp án là gì các em? Đáp án chính là C. Đó, đáp án là C. Được chưa? M bằng 1. Rồi, câu số 18. Đồ thị hàm số y bằng ax mũ 3 cộng bx bình cộng cx cộng d như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng? Trước hết chúng ta thấy cái dáng điệu của hàm này là hàm bậc 3, mà khi x tiến đến dương vô cùng, y lại tiến đến âm vô cùng, chứng tỏ a a âm. Đầu tiên là a là phải âm, đúng chưa? Nó cắt trục hoành tại đâu nè? Cái điểm này nó rất là nhỏ bé, nó nhỏ lắm này, nhưng mà nó cắt trục tung chứ, thì lỗi. Nó cắt trục tung là y tại không ấy, là chúng ta là bằng d. Và cái chỗ này nó lại là nhỏ nhưng mà nó nằm trên trục hoành, tức là lớn không. Vậy là d phải lớn không, đúng chưa? Tiếp theo, nó có hai cực trị, có hai cực trị này, có hai cực trị mà đồng thời là hai cực trị nằm về hai phía, tức là của trục tung, tức là hai cực trị ở đây là hai cực trị trái dấu. Điều đó có nghĩa là cái phương trình y phẩy bằng không có hai nghiệm trái dấu. Đấy, thế thì phương trình y phẩy bằng không nó ra cái gì? Thì nghĩ đây nha, y phẩy bằng, xóa bớt nha em, y phẩy bằng là 3ax bình đúng không? Ba a x bình cộng 2bx cộng c. Thế thì cái phương trình này nó có hai nghiệm trái dấu, tức là tích hai cái hệ số a với c phải mang dấu dấu âm. Mà hồi nãy chúng ta nói a nó âm rồi này, a nó âm rồi, và chứng tỏ là c nó phải dương. Vậy là chúng ta xét được ba dấu rồi nè. Tiếp tục, tuy là hai cực trị trái dấu nhưng một cái là bằng 2, một cái là bằng trừ 1. Vậy hai cực trị này có tổng là mang dấu dấu dương,
tổng là mang dấu dương. Mà tổng của hai cực trị nó chính là gì? Nó chính là trừ 2B chia cho 3A. Vậy tổng của hai cực trị là mang dấu, dấu dương. Dấu dương mà A nó đã dấu âm rồi, thằng này dấu âm nữa, như vậy là B phải mang dấu, dấu dương. Đúng không? A âm, âm với âm là thành dương, vậy là B dương. Vậy nói tóm lại, A âm, C dương, B dương và D dương. Chỉ có A âm thôi, ba cái kia là phải dương. Đáp án chính là đáp án A. Đúng chưa? Đáp án A. Được chưa các em? Nên từ từ, xóa bảng hết rồi nhưng mà... Rồi. Câu số 19 này là một câu khá hay, vận dụng cao. Mấy em hãy thử suy nghĩ làm thử coi nha. Tiếp tục chúng ta đến với câu 19 à. Một cái câu cực trị của cái hàm hai biến cho các số thực dương x và y thỏa mãn x bình trừ x y cộng 3 bằng 0 và 2x cộng 3y trừ 14 bằng 0. Hay sẽ là trừ nhỏ bằng 14. Gọi m lớn m nhỏ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức B bằng 3x bình y trừ x y bình trừ 2x nhân với x bình trừ 1. Hãy tính giá trị của t bằng 2m lớn trừ m nhỏ. Được chưa các em? Vậy nhìn qua đây là một cái hàm hai biến, một cái biểu thức hai biến, nhiêu đó là đủ để gây khó khăn cho một số em rồi. Tuy nhiên chúng ta thấy là hai biến, nhưng cái biểu thức người ta cho, bình tĩnh nhìn này, biểu thức người ta cho này, biểu thức người ta cho nó có dạng là bậc nhất theo y. Bậc nhất theo y thì mình có thể rút y theo x, rút y ra. Thì khi mà chúng ta rút được y theo x rồi thì cái việc mà chúng ta thay vào cái biểu thức này thì cái biểu thức này nó chỉ còn lại một biến là x thôi. Vậy thì cái việc mà người ta làm hai biến làm gì? Gây rối cho em thôi. Chứ thật ra thì nó nghĩ là rút y theo x. Rồi. Thế thì cái điều kiện 2x cộng 3y nhỏ bằng 14 là để làm gì? Là để mình thay vào, mình tìm được cái điều kiện của x. Tức là x nó sẽ nằm trong cái khoảng mà. Rồi sự đó là mình thay vào đây, mình tìm mắc min trên cái khoảng đó là xong. Được chưa? Vậy bắt đầu ha. Thì từ cái điều kiện này thì rút ra được là y bằng gì? X bình cộng 3 chia cho x. Bởi vì x dương cho nên là không có sợ cái chuyện nó bằng không. Chúng ta cứ chia thoải mái. Thay vào cái điều kiện kia, cái điều kiện 2x cộng 3y trừ 14 biến bằng 14 á, cái điều kiện đó thì ta ra được là 2x cộng 3 lần y biến bằng 14. Đúng chưa? Mấy em quy đồng. Ở đây x dương cho nên quy đồng khử mẫu không sao cả. Vậy là 2x bình cộng 3x bình cộng 9 biến bằng 14x. Như vậy là 5x bình trừ 14x cộng 9 biến bằng 0.
và x biển bằng lớn bằng 1, biển bằng 9/5. Đó chính là cái điều kiện quyết. Vậy là chúng ta đã xử được cái điều kiện này rồi, và chúng ta đã rút được y theo x rồi. Việc còn lại bây giờ là thay vào đây tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Thì các em có thể mod 7 để coi thử cái giá trị lớn nhất với giá trị nhỏ nhất đó là mấy. Nhưng mà thầy khuyên là trong một số trường hợp cái số nó xấu thì mình mod 7 không được đâu. Cố gắng mình đạo hàm đi. Rồi biện thức B bằng 3 x bình nhân y trừ x nhân y bình, x bình cộng 3 tất cả bình chia cho x bình trừ 2 x nhân với x bình trừ 1. Đó, thì tới đây mấy em mốt 7 luôn cũng được, nguyên cái biến thức này luôn, khỏi cần phải đơn giản. Nếu mà đã mất 7 rồi thì không đơn giản. Bắt đầu là 1, kết thúc là 9/5. Step sẽ là lấy cuối trừ đầu chia cho 18. Là mấy em làm như vậy thì nó cũng ra được lớn nhất, nhỏ nhất. Nhưng mà ít nhất là nó ra được giá trị gần bằng. Rồi sau đó mấy em lấy giá trị lớn nhất, nhỏ nhất đó em thay vào T. Rồi, thì bây giờ làm tiếp. Cái chỗ này quy đồng lên, mẫu số chung là x. Hình như mẫu là x bình nha. X bình, nhân đây thêm x nữa là 3 x mũ 3 nhân cho đây là x mũ 5 cộng với 9 x mũ 3 trừ x nhân với x mũ 4 cộng 6 x bình cộng 9 trừ 2 x mũ 3 nhân với đây nữa là 2 x mũ 5 2 x mũ 3 cộng 2 x mũ 3. Rồi, đơn giản đi. 3 trừ 2 với trừ 1 là hết này. Còn lại là 9 x mũ 3, 11 x mũ 3, trừ cho 6 x mũ 3 là bằng 9 với 2 là 11, 11 trừ 6 là bằng 5 x mũ 3. Chỗ này là trừ 9 x chia cho x bình. Chúng ta có thể đơn giản bớt thêm cho x. Vậy là 5 x bình trừ 9 chia cho x. Chúng ta chia xuống luôn cũng được. Chia xuống luôn. Vậy là 5 x trừ 9 phần x. Chúng ta đạo hàm y b phẩy thì nó chính là bằng 5 cộng 9 phần x bình. Rõ ràng nó luôn dương mấy. Với mọi x thuộc vào đoạn từ 1 cho đến đây. Mà nó luôn dương như vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là hàm này đồng biến. Mà đối với hàm đồng biến thì giá trị nhỏ nhất đồng biến trên đoạn này thì giá trị nhỏ nhất đạt được tại 1 và lớn nhất đạt được tại 9/5. Vậy là khi x bằng 1 thì ta có B là bằng mấy? 1 thì thay vào 5 trừ 4, 5 trừ 9 ra là trừ 4. Rồi khi x bằng 9/5 chúng ta thay vào B. 9/5 là 9 trừ 5 là bằng 4. Vậy giá trị lớn nhất là 4, giá trị nhỏ nhất là trừ 4. Như vậy thay vào 8 cộng 4 ra là 10, 12. Đáp án C mà. Được chưa? Đáp án C. Một cái câu cũng là căn bản thôi, không phải là quá khó lắm. Nhưng mà nhiều em có một cái thói quen đó, nhìn thấy cái biến nhiều là sợ đó. Cái phương pháp ở đây thầy gọi nó là phương pháp rút thế, rút y theo x rồi thế vào. Nhưng mà hướng ở đây là do cái y nó bật nhắc này thì mình rút thế được, đúng không? Rồi tiếp theo ta sang chúng ta tiếp tục trở lại với câu số 20. Câu số 20 là tìm x ha? Biết rằng tìm x biết rằng
một phần năm, một phần 25 mũ x cộng 1 bằng 125 mũ 2x. Thì đây nó thuộc về một cái hàm số mũ, một cái phương trình mũ nhé. Chúng ta giải ra bình thường đúng không? Vậy là 1 phần 25 tức là 1 phần 5 là 5 mũ trừ 2. 5 mũ trừ 2 nhân cho x cộng 1 đưa vào cùng cơ số thôi. 125 là 5 mũ 3, tất cả mũ 2x là 5 mũ 6x. Như vậy ta ra được là 2x cộng 1, xin lỗi 2x cộng 2 luôn đi, bằng 6x. Và x nó bằng 1 phần 2, đúng không? Đáp án là gì? À, xin lỗi 1 phần 4, ủa? 1 phần 2 chứ. À thì xin lỗi, cái chỗ này nó là 5 mũ trừ 2. 1 phần 25 là 5 mũ trừ 2. Xin lỗi. Như vậy chỗ này là trừ 2, chỗ này là chữ trừ. Như vậy là trừ 1, trừ 2 phần 8 tức là trừ 1 phần 4. X bằng trừ 1 phần 4. Trừ 1 phần 4 đáp án là C. Được chưa? Tiếp tục câu 21 nha. Cho A là số thực dương khác 1, mệnh đề nào đúng với mọi x y dương? Cái này là định nghĩa logarit gì? À, tính chất của logarit thôi. Logarit của một thương là bằng hiệu các logarit. Đáp án A là đúng rồi nè em. Đáp án A đúng, đúng không? B sai, C sai, D cũng sai. Đáp án là A. Câu 21 A nha. Được chưa? Tiếp câu số 22. Rút gọn biểu thức B, xin lỗi, rút gọn biểu thức Q là B mũ 5 phần 3 chia căn bậc 3 của B, tức là B mũ 1 phần 3. Vậy là B mũ 5 phần 3 trừ 1 phần 3 là 4 phần 3. Đáp án là gì? Câu số 23. Cho cái hàm số y bằng a mũ x và logarit cơ số b của x như hình vẽ, mệnh đề nào đúng? Thì trước hết chúng ta thấy là a mũ x là cái đồ thị này, nó là đi lên đồng biến, đồng biến, và chứng tỏ là nó là a nó lớn một. Còn hàm logarit này nó là nghịch biến, chứng tỏ là b nhỏ một lớn không. A lớn một, b nhỏ một lớn không, đáp án b. Được chưa? Tiếp câu số 24. Hàm số y bằng 1 trừ x bình tất cả mũ căn 3 thì có tập xác định cộng với lại x mũ trừ 3 thì có tập xác định là gì? Thì cái tập xác định của cái hàm số mũ á, hàm số lũy thừa á, mà cơ số là cơ số nguyên thì là nguyên âm á, thì là cơ số nó phải khác không. Số mũ mà nguyên âm thì cơ số phải khác không. Vì vậy chỗ đó là x khác không. Nhưng mà cơ số là không nguyên, số mũ là không không nguyên thì cơ số nó phải lớn không. Như vậy ra là x nó nhỏ hơn trừ 1, lớn 1 và khác không. Nó nhỏ hơn 1 và lớn trừ 1 chứ, và x khác không. Vậy D là từ trừ 1 đến 1 trừ đi 0. Đáp án là D. Được chưa các em? Tiếp câu số 20 25. Cho bất phương trình 1 phần 2 x bình trừ 5 x cộng 4 lớn 4 có tập nghiệm là đoạn SAB. Vậy thì khẳng định là đúng. Là vậy là 1 phần 2 mũ x bình trừ 5 x cộng 4 lớn 4, 4 là 2 mũ 2. 1 phần 2 này là 2 mũ trừ 1, tức là trừ x bình cộng 5x trừ 4 lớn hơn 2 mũ 2. Vậy cùng cơ số là 2 rồi. Vậy ta ra được là trừ x bình cộng 5x trừ 4 lớn hơn 2. Chuyển vế qua x bình trừ 5x cộng 6 nhỏ hơn 0.
Vậy ít lớn 2 và nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 3. Vậy thì cái tập nghiệm đó là x bằng khoảng 2, 3. Vậy thì sao? Khẳng định là đúng. 2 cộng 3 là bằng 5. Đáp án là D. Đúng chưa? Câu 25 là D. Tiếp tục. Câu 26. Tính x1 nhân x2. Biết rằng x1 x2 là hai nghiệm của phương trình này. Ta nhớ là khi mà gặp phương trình logarit thì đầu tiên mình phải đặt điều kiện trước. Nha. Vậy điều kiện ở đây là x với dương. Và x nó nằm ở cơ số, nó phải khác 1. Chúng ta biến đổi cái phương trình một chút. Logarit cơ số 2 của x, mà x của 2 thì nghịch đảo lại. 16 thì nó là 2 mũ 4. Như vậy là trừ 1/4 log 2 của x bằng 0. Thì có thể đặt anh này là bằng t cho nó đơn giản. Như vậy là ta được là gì? 1/t trừ 4t bằng 0. Trừ 1/4t bằng 0, tức là t chỉ 4. Vậy ra phương trình là 4 trừ t bình bằng 0. Vậy t bằng cộng trừ 2. Thì vào đây, vậy logarit cơ số 2 của x bằng 2. Vậy là x bằng 2 mũ 2 là 4. Logarit cơ số 2 của x bằng trừ 2. X bằng 2 mũ trừ 2 là 1/4. Cả hai nghiệm đều có điều kiện là lớn không khác 1 hết. Đều thỏa điều kiện hết. Như vậy là x1 nhân x2 bằng gì? Nếu yêu cầu là tính x1 nhân x2. Thì x1 nhân x2 là bằng 1. Đúng không? Đáp án là A. Câu 26 A. Được chưa em? Rồi tiếp tục câu 27. Câu 27 này là một cái câu về tích phân. Và chúng ta thấy đây là một cái đa thức nhân với E mũ. Thì chúng ta sẽ dùng phương pháp nguyên tích phân từng phần. Đúng không? Khi mà chúng ta thấy là cái tích phân mà nó xuất hiện là tích của hai cái hàm khác nhau, thì chúng ta dùng phương pháp từng phần. Chúng ta đặt U bằng gì? 2X là đa thức đúng không? GV sẽ là E mũ X. Dx. Vậy suy ra dô bằng gì? Dô sẽ bằng 2 lần dx. Và V sẽ bằng E mũ X. Vậy từ đó suy ra biểu thức Y sẽ bằng U nhân V đi từ 0 đến 1 trừ cho V dô. Nguyên hàm của VU mà nguyên hàm của 2X thì làm nhanh luôn nha. Nó là 2E mũ X đi từ 0 đến 1. Vậy chúng ta có thể rút gọn là xong rồi chúng ta thay vào 2X cộng 3 trừ đi 2 là 2X cộng 1 nhân E mũ X đi từ 0 đến 1. Vậy thay vào 3 nhân E mũ 1 là 3E trừ 0 thay vào là 1. 3E trừ 1. Được chưa? Như vậy là A là bằng 3, B là bằng trừ 1. Đúng không? A là 3, B là bằng trừ 1. Vậy thì A 3 cộng với 2 là cộng với trừ 2. Vậy đáp án B đúng không em? 3 cộng với lại 2 lần trừ 1 tức là trừ 2 bằng 1. Đúng rồi. Đáp án B. Câu 27 là đáp án B em. Được chưa? Để xóa bảng nha. Rồi, chúng ta tiếp tục với câu số 28. Cho hàm số fx thỏa mãn fx bằng x nhân với lại f'x trừ 2x mũ 3 trừ 3x bình. Hãy tính f của 2, biết rằng f của 1 là bằng 4.
Vậy đây là một cái câu dạng như là phương trình hàm ẩn đúng không? Chúng ta chuyển vé qua ha. Chúng ta chuyển vé qua đây. Vé qua hoặc là đây qua đây hoặc là qua hết bên này cũng được. Tùy các em. Được chưa? Nhưng mà chúng ta thấy là cái bài này nó có dáng là có chữ F phải ít. Thì chúng ta nhớ lại cái công thức gì mà em. Chúng ta sẽ đưa nó về dạng là F phải ít cộng cho GX nhân FX. Cái dạng này thì nói rất nhiều rồi. Đúng không? Bằng gì? Bằng đó là một cái hàm HX gì đó cũng được. Đó là cái hàm HX. Chúng ta nhớ là F phải X này mấy em phải để cho cái hệ số nó là bằng 1 thôi nha. Không có được dính gì phía trước đó cả. Mình phải chia nó xuống. Chỉ còn lại 1 thôi. Và phương pháp sẽ là gì mấy em? Chúng ta sẽ đưa nó về dạng là nhân với 2 vế với lại là E mũ G lớn X. Trong đó G lớn X nó là nguyên hàm của G nhỏ X. Khi mà đưa được như vậy rồi thì nó sẽ đưa cái biện thức này về dạng là U nhân V tất cả đạo hàm. Khi đó mấy em lấy nguyên hàm 2 vế. Còn nếu như mấy em đưa được luôn 2 vế về dạng là hai cái đạo hàm như thế này á, hai cái biểu thức là hai cái đạo hàm của nhau á, thì hai cái hàm số đó không phải là bằng nhau, mà hàm số này bằng hằng số kia cộng với lại một cái hằng số c. Fx sẽ bằng gx cộng c. Đó, phương pháp của chúng ta là như vậy. Được chưa? Vậy thì ở đây nói lại cái dạng chuẩn là F phải X phải nằm riêng một mình. Nằm riêng một mình. Vậy thì áp dụng vào ha. Đây F phải X nó chưa có nằm riêng một mình. Mình phải chia hai vế cho X. Vậy thì cái đề tương đương ha. Đề tương đương chia hai vế cho X. Như vậy là FX chia X bằng F phải X trừ 2X bình trừ 3X. Rồi chuyển vé qua đây. Vậy thì phần này phải chuyển qua đây. Vậy là F phải X trừ 1 phần X nhân FX bằng 2X bình trừ 3X cộng 3X. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu cho Y mũ G lớn. Trong đó G lớn là nguyên hàm. Đây chính là G nhỏ này. G lớn chính là nguyên hàm của G nhỏ X. Tức là nguyên hàm của cái này, này là nguyên hàm của trừ 1 phần X về X. Nó chính là trừ. Nguyên hàm bên này nó chính là trừ lớp nơ B chia đôi X. Ở đây chúng ta chỉ lấy từ gì 1 đến 2 thôi, cho nên mình đừng có để chỉ đối 1 đến 2 nó dương rồi. Vậy là trừ lớp X. À, đây là G lớn. Nhưng mà nhân là nhân 2 vế cho E mũ G lớn. E mũ G lớn là bằng E mũ anh này. Mà E mũ anh này nó là bằng E mũ log của X. Nó là bằng X. Đúng không? Vậy là X mũ trừ 1 tức là 1 phần X. Nó tóm lại là ta nhân 2 vế cho 1 phần X. Nhân 2 vế cho 1 phần X. 1 phần X nhân F phải X trừ 1 phần X bình nhân FX. Nó chính là bên đây nhân với 1 phần X là 2X cộng 3. Chúng ta cái này nó đơn giản. Chúng ta hãy đưa nó về dạng hai cái đạo hàm bằng nhau luôn đi. Hai cái đạo hàm bằng nhau. Tức là bên này nó chính là, em thấy không, U phẩy nhân V. U phẩy nhân V cộng U nhân V phẩy
nhân với phẩy chính là 1 phần x phẩy. Đúng không? 1 phần x phẩy đạo hàm, 1 phần x đạo hàm nó chính là trừ 1 phần x bên. Đúng chưa? Đúng chưa các em? Bên này, à, bên này thì nó chính là cái gì đạo hàm đây? Này chính là 2x chính là x bình đạo hàm. 3 chính là 3x đạo hàm. Đấy. Vậy thì nó tóm lại là hai bên này là hai cái đạo hàm bằng nhau. Bên kia chính là U nhân V đạo hàm, tức là F phẩy nhân, xin lỗi, U là F nhân 1 phần X tất cả đạo hàm, bằng bên này là X bình cộng 3X tất cả đạo hàm. Em nào không biết như vậy thì em cứ lấy đạo hàm 2V, lấy nguyên hàm 2V nha, không sao cả. Rồi áp dụng điều này, à, chúng ta thấy là hai cái đạo hàm bằng nhau thì là cái này Fx nhân 1 phần X bằng cái kia cộng với C, X bình cộng 3X là cộng với C. Mình phải đi tìm C. Tìm C nhờ vào gì? Nhờ vào cái điều kiện F của 1 bằng gì đây? F của 1 bằng 4, đúng không? Thay X bằng 1 vào đây. 1, F của 1 bằng 4 nhân 1 bằng, bên này cũng là 4 cộng C. À, như vậy là C bằng 0. C bằng 0. Như vậy chứng tỏ Fx bằng gì? Fx bằng x mũ 3 cộng 3x bình. Công việc còn lại rất nhẹ nhàng. Thay x bằng 2. Thì cho nên F của 2 là bằng 8 với lại 12 là 2, 20. Đáp án là 20 mà. Đáp án gì? B. Đấy. Thêm một bài nữa về dạng tích phân hàm ẩn. Mà ở đây nó có cái dạng là F phải x, đúng không? F phải x và Fx à, chứa đạo hàm F phải x à, có dạng này. Vậy tính ra cái dạng này là cái dạng rất hay ra đó mà. Đấy. Nhớ công thức nha. Nhớ là F phải x nó phải nằm riêng một mình. Rồi em đưa nó về dạng U chia V. Trước khi đưa nó về dạng U nhân V chứ, thì em phải nhân 2V với lại gì? E mũ Gx. E mũ Gx. Được chưa các em? Rồi thầy kết thúc câu này nha. Alo. Các em tiếp tục đến với câu số 30 đúng không? 30 phải không? Alo. Câu số 30, biết rằng tích phân đi từ -1 từ 1 đến 2 của x chia cho x bình cộng 6x cộng 8 với x bằng a log 3 cộng b log 4 cộng c log 5 cộng d log 6. Với ABCD là các số nguyên. Hãy tính cái biểu thức T này. Rồi. Vậy là bấm máy tính thì thử là dưới mẫu nó có nghiệm em. Nếu mà dưới mẫu có nghiệm thì chúng ta sẽ dùng phương pháp bịt đầu. Nó có nghiệm là -2 với -4 đúng không? Như vậy là x chia cho x bình -6x cộng 6x cộng 8 thì nó được viết thành là x chia cho x cộng 2 nhân x cộng 4. Thầy nói lại phương pháp bịt đầu như thế này. Mấy em ghi nghiệm x cộng 2 ghi dưới đây. Chỗ này ghi nghiệm x cộng 4 ghi dưới đây. Ở trên đây là mình đi tìm A và đi tìm B. Muốn tìm A thì sao? Chúng ta lấy cái nghiệm, chúng ta thay vào cái biểu thức này. Và chúng ta chia cái phần mà làm cho nó bằng 0 lại. Đó. Được chưa? Vậy lấy nghiệm ở đây là gì? -2. Thay vào đây luôn nha. Chia cái này lại này. Vậy là -2 thay vào đây là -2 này. -2 chia cho dưới mẫu là 2 đúng không? -2 chia 2 như vậy là bằng -1. Vậy là A là bằng -1. Tiếp. Em muốn tìm B đúng không? Thì em lấy cái nghiệm này là -4 này. Em thay vào đây. Em chia cái x cộng 4 lại. -4 chia cho -2 là bằng 2. Vậy là B bằng 2. Được chưa? Vậy thì xóa bảng nha. Vậy là A là bằng -1, B là bằng 2. Để gì đây? Như vậy là biểu thức Y đó nó chính là tích phân đi từ 1 đến 2 của A, tức là -1 trên X cộng 2.
cộng B tức là 2 chia x cộng 4 về x. Vậy nó bằng tiếp là trừ lớp nơ B của chỉ tuyệt đối x cộng 2 đi từ 1 đến 2 cộng với 2 lần lớp nơ B chỉ tuyệt đối x cộng 4 đi từ 1 đến 2. Vậy thay vào, vậy là bằng trừ log 3, xin lỗi, trừ log 4 cộng với log 1, xin lỗi, cộng log 3 chứ. Rồi phía sau kia là 2 lần log 6 cộng với 2 trừ đi 2 lần log 5. Và chỉ với điều kiện kia, ở trong đó nó không có dạng log 2 đúng không? Nó không có để dạng log 2. Vậy là A là bằng 1 này, B là bằng trừ 1 này, C là bằng trừ 2 này, và D là bằng 2. Vậy thay vào đây, thay vào T thì T bằng cái gì? 2A tức là 2 cộng 3B tức là trừ 3 trừ C tức là trừ 2 cộng D xin lỗi, trừ D chia 2 tức là trừ 1. Vậy là 2 trừ 2 hết, vậy đáp án là chữ trừ 4. Ồ, sao lại không có đáp án rồi? B coi lại nha mẹ, A là bằng 1 này, B trừ 1 đúng rồi, B là log 3, à, xin lỗi, B là log 4, à, B log 4 là trừ 1 đúng, C là log 5, C là trừ 2, D là log 6 là log bằng 2 đúng rồi. Vậy là A, 2A là bằng 2 này, cộng 3B là trừ 3, trừ C, à trừ C hả? Trừ C là cộng 2, rồi trừ 1, vậy là bằng 0 đúng không? Bằng 0. Vậy câu 30 là đáp án là bằng 0, đúng không? Rồi câu 31 đúng không? Câu 31. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị y bằng fx trục hoành và hai đường x bằng a, x bằng b. Phần tô đậm như trên hình vẽ được tính theo công thức. Cái này thì nói rất là nhiều lần ha. Cái diện tích đó mà nếu mà cái đồ thị nằm dưới trục hoành, ví dụ đây này, đồ thị nằm dưới trục hoành, thì cái đồ thị, cái diện tích đó nó sẽ gắn với dấu trừ của fx. Còn đồ thị mà nằm trên trục hoành như thế này thì đồ thị nó sẽ gắn với cộng của fx, đúng không? Vậy là tích, diện tích sẽ bằng tích phân đi từ A đến C nhưng mà mang dấu trừ, cộng với tích phân đi từ C đến B mà mang dấu gì? Dấu cộng, đúng không? Đấy. Như vậy là A đến C mang dấu trừ, đây. C đến B mang dấu cộng, đây. Thì đáp án là B, được chưa? Đáp án là B. Rồi câu 32. Câu 31 là B em. Câu 32. Rồi, mấy em đọc đề xong rồi làm, bấm dừng lại mấy em làm giùm em. Thì xóa bảng cái này. Chúng ta đến với câu, một cái câu khá hay. Câu 32. Về ứng dụng của tích phân, đó là tính thể tích. Câu 32 đề nó như sau. Cho hai đường tròn O1 bán kính bằng 5. O1 nè em, bán kính là bằng 5. O2 bán kính là bằng 3. Cắt nhau tại hai điểm A và B, sao cho AB là đường kính của cái đường tròn O.
ô 1. Cái hình phẳng D là giới hạn bởi hai đường tròn. Giới hạn bởi hai đường tròn, nhưng mà nằm ở phía ngoài đường tròn lớn. Phía ngoài đường tròn này. Đây này, D đây. Quay D quanh trục ô ô phẩy, xin lỗi, ô 1, ô 2, quay quanh cái trục này, được một khối tròn xoay. Và hãy tính thể tích của khối đó. Được chưa các em? Vậy khi mà quay cái anh này, quay cái anh này, đúng không? Thì anh tạo ra một cái khối bị rỗng ở chỗ này, bị rỗng cái phần này, à, cho nên là nó sẽ là một cái khối lấy hai cái hiệu của hai cái khối tạo ra. Và đầu tiên chúng ta hãy đặt cái hệ trục tọa độ vào, đặt hệ trục tọa độ vào. Thì ở đây cho dễ thì đặt ô là ngay tại ô 1 hay là ô 2 này. Chúng ta đặt ô tại ô 2 nha. Đặt tại ô 2. Đây. Cái trục OX này chắc chắn ở đây rồi. Đúng không? Vậy với cái việc đặt ô ngay tại ô 2 thì ta có được là cái phương trình của hai cái đường tròn là như thế nào, đúng không? Cái phương trình của cái đường tròn thứ nhất là tâm ô bán kính là bằng 3. Vậy phương trình đường tròn ô 2 đấy, bán kính là 3, thì nó sẽ có phương trình là x bình cộng y bình bằng r bình 3 bình là bằng 9. Đúng chưa? Tiếp tục phương trình đường tròn ô 1. Ô 1 thì cái tọa độ rồi điểm ô 1 là bao nhiêu các em? Tọa độ rồi điểm ô 1 là bao nhiêu? Chúng ta thấy chỗ này, cái khoảng cách từ đây đến đây nó bằng R của cái đường tròn ô 1 là bằng 5. Rồi cái chiều dài từ đây đến đây, do AB nó là đường kính cho nên là cái độ dài này là bán kính, bán kính là bằng 3. Vậy dễ dàng ta tính được cái đoạn ô 1, ô 2 là bằng 4, dùng Pythagore. Đúng chưa? Vậy suy ra được là cái phương trình đường tròn ô 1 á, bán kính R bằng 5 á, nó là tâm của nó chính là điểm có tọa độ là trừ 4, 0. Ô 1 em có tọa độ là trừ 4, 0. Vậy cho nên phương trình của nó là x trừ cho trừ 4 tất cả bình, tức là x cộng 4 tất cả bình cộng cho y bình bằng R bình là 25. Đó, nó chính là phương trình của đường tròn ô 1 bán kính R bằng 5. Còn đây là phương trình của đường tròn ô 2, đúng không? Như vậy cái thể tích V cần tính khi mà quay cái hình phẳng D này quay quanh trục OX thì chúng ta thấy nó lấy hai cái thể tích sau đây trừ nhau này, lấy V1 trừ cho V2. V1 là gì? V1 là từ cái anh lớn này này, anh lớn này, anh quay một vòng, anh quay một vòng, à, từ cái anh lớn này này, anh quay một vòng. V2 là gì? V2 là từ cái anh nhỏ này, anh nhỏ này này, cái anh này thì gọi là anh nhỏ, đấy, anh nhỏ này, anh quay một vòng, đúng không? Anh nhỏ đó là liên quan đến cái đường này á, là cái đường của đường tròn ô 1. Vậy mình phải tính ra y theo x, đúng không? Như vậy là từ đây sinh ra y bình bằng gì? 25 trừ cho x cộng 4 tất cả bình. Vậy là y nó bằng là cộng trừ căn 25 trừ cho x cộng 4 tất cả bình. Rồi. Thì cái đường này là cái đường nằm trên, nó dương, nó nằm trên trục hoành, nó dương. Cho nên cái đường đó sẽ là lấy dấu cộng nha mà. Lấy dấu cộng. Rồi. Vậy là V1, còn V1 là do anh lớn này, anh lớn này từ đây đến đây này. Đây, anh lớn.
anh tạo thành. Nhưng mà cái anh lớn đó, nếu mà khi mà anh quay á, cái nguyên cái khối này mà quay này, nửa cái 1/4 của cái đường tròn này quay, khi mà nó quay như vậy á, là nó sẽ tạo ra một nửa của cái hình cầu. Thể tích của hình cầu thì mình có thể tính luôn, không cần phải dùng tích phân cả, đúng không? Thể tích của một cái khối cầu á, là bằng 4/3 pi r mũ 3. Vậy thì cái anh này quay á, anh này anh quay này, thì nó tạo ra một nửa khối cầu. Vậy là V1 chính là bằng một nửa của cái khối cầu. Có thể tích của khối cầu là có bán kính là bằng 3. Như vậy là khối cầu đây là 4/3 pi r mũ 3, tức là 3 mũ 3. Vậy đơn giản đi là bao nhiêu? 9 nhân với 2 là 18 pi. 18 pi. Đúng không? Còn V2, V2 là nó do cái anh, do cái anh đường tròn này này anh quay. Nhưng mà lấy cận từ đâu đến đâu? Lấy cận từ 0, từ 0 đến cái chỗ này, nguyên cái khúc này là bán kính là bằng 5, trừ đi thằng này là 4, vậy còn lại là 1. Thì chỗ này là số 1. Đúng không? Như vậy là V2 sẽ là tích pi nhân tích phân đi từ 0 đến 1. Đúng chưa? Của cái đường này bình phương. Cái đường này bình phương đúng không em? Cái đường này chính là cái đường nằm trên trục hoành. Trên trục hoành nó chính là bình phương lên luôn, là mất đi dấu căn ha, là 25 trừ cho x cộng 4 tất cả bình. Vậy các em có thể tính hoặc là bấm máy tính cũng được. Cái này bấm máy tính đừng có bấm chữ bi ha. Rồi ra bao nhiêu? Bấm máy tính nha. Rồi bấm máy tính này. Tích phân đi từ 0 đến 1 của 25 trừ mở ngoặc alpha x cộng 4 đóng ngoặc bình rồi đóng ngoặc bằng. Vậy là 14/3 pi. 14/3 pi. Vậy thể tích V sẽ bằng 18 pi trừ đi 14/3 pi. Vậy đáp án là nhiêu? Trừ đi 40/3 pi. Đáp án là V. Được chưa em? Đáp án là V. Hả? Như vậy câu 32 là đáp án V giùm em. Được chưa? Rồi, thì xóa bảng nha. Chúng ta đến với câu 33. Câu 33. Hôm nay thầy giải đến câu 35 thôi nha em. Câu 33. Cho số phức z bằng A cộng BI với AB là hai số thực, khẳng định nào sau đây là đúng? Mô đun z của mô đun của z bình bằng mô đun z tất cả bình. Thì đáp án A là đúng rồi đúng không? Đó ngay là đúng rồi. Bởi vì chúng ta có là mô đun của một z mũ n. Mô đun z mũ n là bằng mô đun của z là tất cả mũ n lên. Đó mới ngay là đúng. Nha, đó mới ngay là đúng. Mấy em có thể tự kiểm tra lại BCG đều sai. Được chưa? Tiếp đáp án B. Xin lỗi, câu 34. Cho số phức z1 z2 tính giá trị của biểu thức B bằng z1 cộng với z1 nhân z2. Mấy em có thể thay vào bấm máy tính cũng được. Bấm máy tính nha. Bấm máy tính thì chúng ta nhớ nhấn mode 2. Rồi, chúng ta nhập vào module là shift x. Module đây, shift x. Rồi, 3 cộng y. Rồi cộng cho mở ngoặc 3 cộng y đóng ngoặc, rồi mở ngoặc 2 trừ y đóng ngoặc. Đó, ta bấm thế này, được chưa? Đấy, bấm mode 2 là bấm y chang thế này, rồi bấm bằng 10 mấy em.
bằng 10. Đáp án D. Có 34 đáp án D nha. Đáp án D. Được chưa? Và tiếp tục câu 35. Tìm các số phức z thỏa mãn điều kiện 2 cộng y nhân z bằng 3 trừ 2 y nhân z ngang trừ 4 nhân 1 trừ y. Các em có thể lấy 4 cái đáp án này em thay vào. Thay vào cũng được. Rồi cho em chọn. Còn không thì thầy giải tự luận thế này. Chúng ta gọi z bằng x cộng y y hả? Với x y thuộc r. Vậy ta có phương trình là 2 cộng 3 y nhân với lại x cộng y y bằng 3 trừ 2 y viết ngang là x trừ y y. Rồi chúng ta trừ 4 nhân cho 1 trừ y. 1 trừ y. Chúng ta phân phối ra đưa về hai số phức bằng nhau. 2 x cộng với 2 y y cộng với y x cộng với là y y bình là bằng trừ y. Bên này 3 x trừ 3 y y trừ 2 y x cộng cộng y nhưng mà y bình nữa thì nó là trừ y trừ 2 y bình trừ 4 cộng 4 y. Nó đơn giản đi. Như vậy là 3 x thì còn lại bên này là, rồi chúng ta gom thực theo thực ảo với ảo nha. 2 x trừ y bên này nó là 2 y cộng x nhân y. Bên này còn thực này, thực này. Như vậy là 3 x trừ 2 y bình trừ 4, đúng không? Rồi ảo này trừ 3 y trừ 2 x cộng 4 nhân y. Đó. Vậy chúng ta có được cái hệ phương trình là gì mà thực bằng thực là 3 2 x trừ y bằng 3 x trừ 2 y bình trừ 4. Ảo bằng ảo tức là 2 y cộng x bằng trừ 3 y trừ 2 x cộng 4. Rồi chúng ta giải cái hệ này ra. Giải hệ ra. Như vậy là gì? Ở dưới chúng ta thấy bậc nhất chúng ta giải trước. 5x 5y chứ cộng 3x bằng 4. Ở trên x x chuyển vé qua này x nó bằng 2y bình trừ y cộng 4, đúng không? Vậy em lấy cái này em rút thêm vô đây này, rút cái này vô đây, thế trên này vô dưới này. Vậy suy ra hả, 5y cộng với 3 lần x tức là cộng với 6y bình trừ 3y cộng 12 bằng 4. Vậy ra được phương trình bậc 2 theo y, đúng không? 6y bình cộng với 2y cộng với gì? 8 bằng 0. Có dấu hiệu sai sai chỗ nào vậy? Sao ở đây nó ra nghiệm vô nghiệm nhỉ? Kiểm tra lại xíu nha. X là bằng 6 nhân 3 trừ 3y 12. À x đây chuyển vế qua là cộng 4, đúng rồi. Trừ y cộng 4. Vậy là x 5y cộng với 3 lần x là 3 nhân lên đây là 6 trừ 3 cộng 12 bên kia bằng 4, đúng rồi. Còn chuyển vế cái sai 5 chuyển vế qua cộng 3 bằng 4, đâu có sai đâu. Để coi kiểm tra lại giùm em. À, cái chỗ kia là sai. Cái chỗ này là 2y nhỏ bình, nhầm là 2y lớn bình. Vậy cái chỗ này là thành là gì? Trừ 2 hả? Trừ 2y, trừ 2y thôi, đúng không? Cái này là nhân với đây là cộng trừ 2y, đúng rồi. Vậy đơn giản lại mấy em. Cái này là trừ 2y
trừ 2 y thì cái chỗ này là trừ 2 y. Trừ 2 y thì chúng ta chuyển vé qua, chúng ta đưa về không trình bậc nhất thôi. Xóa đoạn nha. Cái phương trình này nó sẽ là gì? 5x x chứ x rồi chuyển vế qua là trừ y, x trừ y bằng bằng 4, đúng không? Ở dưới là 3x, 3x cộng 5y bằng 4 luôn. Rồi bấm máy tính được rồi không, đúng không? Bấm máy đây nha. Bấm máy đây là x bằng 3, y bằng trừ 1. X bằng 3, y bằng trừ 1. X bằng 3, y bằng trừ 1 thì số vức z đó là 3 trừ y. Đúng chưa? 3 trừ y. Đáp án gì? Đáp án A. Đáp án A đúng không em? Đáp án A. Rồi, em giải trước là xong mới sai đáp số nha em. Hôm sau chúng ta sẽ qua tiếp cái câu từ 36 trở đi. Chào các em.